Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem bói tháng 11 năm 2017 dương lịch, con giáp nào sẽ bị tiền đè chết người? Sắp tới cuối năm, có lẽ ai ai cũng tất bật kiếm tiền để chi trả cho những khoản sắp tới. Nhưng không phải ai cũng may mắn cầu được ước thấy, vạn sự như ý mà đôi khi phải nhờ vào vận may. Hãy cùng lịch ngày tốt xem trong tháng 11 năm 2017 dương lịch này, những con giáp nào sẽ được thần tài nâng bước, tiền bạc đổ về túi ào ào không kiểm soát nổi nhé. 1. Tuổi Sửu. Xem tử vi 12 con giáp, vào tháng 11, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng tiến mạnh, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, công việc trôi chảy và suôn sẻ, song nếu dồn sức tập trung hết mình vào thì kết quả đạt được sẽ càng tốt đẹp hơn, thu nhập cũng tăng lên với con số đáng ngưỡng mộ. Con giáp này nhạy bén nhìn nhận được những cơ hội mà không phải ai cũng thấy được, đi đến thành công từ những khó khăn mà nhiều người không thể vượt qua. Bạn sẵn sàng đối đầu với thử thách và làm hết sức mình, luôn động viên bản thân tiến lên phía trước, nhờ đó mà tài lộc đổ về túi ngày càng nhiều, bỏ công bạn vất vả sớm khuya. Song cũng phải nhắc nhở nhỏ những chú trâu rằng, chúng ta trong tháng không thích hợp để tiến hành những công việc trọng đại, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, hạn chế cho vay mượn hay thế chấp, còn khi đầu tư thì phải tìm hiểu thông tin kỹ càng rồi mới đổ dồn vốn vào. 2. Tuổi Hợi. Xem bói tháng 11 dương lịch, người tuổi Hợi có vận trình tài lộc là điểm sáng trong tháng, tiền bạc đổ về ào ào. Mặc dù công việc gặp nhiều khó khăn, nhưng bù lại bạn có nhiều may mắn trong những chuyện thuộc phương diện tài chính. Vận trình khá sáng là tin báo để bản mệnh xem xét tiến hành các hoạt động cầu tài một cách mạnh mẽ hơn. Nếu có dự định đầu tư thì đây chính là thời điểm để bạn bắt tay vào gây dựng, sẽ đạt được những thành công bước đầu khá đáng mừng. Đừng quá do dự ngập ngừng, sợ thất bại mà không dám làm gì thì sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào thành công. Can đảm và mạnh mẽ, tự tin vào bản thân mình là điểm cộng để bạn dễ dàng có được những gì mình mong muốn, thu hoạch cũng sẽ tăng lên như mong đợi. Dân kinh doanh buôn bán phải chịu khá nhiều vất vả, chạy vạy khắp nơi, buôn ba xuôi ngược để công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bạn vượt qua được thì thành công không còn xa nữa. Khéo léo trong cách đối nhân xử thế, phải ứng xử linh hoạt và nhanh nhẹn, nhạy bén với thời cuộc. Người tuổi Hợi sẽ khắc phục được những khó khăn ban đầu, có thể thu về kết quả tới không ngờ. Ông trời chẳng phụ lòng người, bạn có được những gì mình muốn, tiền bạc đầy tay, thậm chí còn phải cẩn thận, kẻo tiền đè chết người nữa đấy. 3. Tuổi Mão. Trong tử vi tháng, người tuổi Mão vượng vận quý nhân nên công việc càng ngày càng thuận lợi, kéo theo đó là vận trình tài lộc vượng pháp vô cùng. Những kế hoạch mà bạn đề ra tiến hành suôn sẻ, thành công đến ngay không cần phải lo lắng. Dám nghĩ, dám làm, có thế mới có được những gì mình mong muốn. Được các tinh bảo trợ nên chuyện đầu tư sinh lời và kinh doanh buôn bán vô cùng tốt đẹp. Với những người làm công ăn lương, thu nhập chính cũng tăng lên một cách đáng mừng. Có thể thêm nghề tay trái nữa thì càng ổn hơn khi mà nguồn thu phụ cũng đang có điểm báo khởi phát. Song cũng đừng quá ôm đồm nhiều việc sẽ làm giảm hiệu quả. Biết đâu sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung. Làm tốt một việc chính sẽ ắt thành công hơn khi bạn phân tán sức tập trung cho nhiều việc cùng một lúc. Nếu có đầu tư kế hoạch, cần lên phương án cụ thể và xem xét rõ ràng tính khả thi của nó, định hướng rõ ràng với mục tiêu cần phấn đấu, tuyệt đối tránh đi làm theo đám đông, làm theo phong trào, cạnh tranh không lành mạnh. Tài lộc đến nhanh nhưng mà đi cũng nhanh không kém. Thêm nữa, trong tháng không tinh nhập mệnh gây ra tình trạng hao phá tài của. Nếu cho người khác vay mượn tiền thì nên thận trọng, giữ cho mình bằng chứng rõ ràng để tránh bị lừa gạt tiền của. 4. Tuổi Thân. Theo dõi tử vi 2017 của 12 con giáp, người tuổi Thân trong tháng 11 này có tài vận khá lý tưởng. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang trên đường thăng tiến, khởi sắc rực rỡ vô cùng. Không đến mức tiền bạc chăn chê như rúi nguồn nhưng được thần tài đoái thương nên tiền bạc hết thì lại có, túi tiền vơi rồi lại đầy. Bản mệnh thoải mái chi tiêu, mua sắm đúng theo ý mình, không cần phải lo lắng quá nhiều. Song nên nhớ rằng tiền bạc chỉ có do chính mình làm ra thì mới bền lâu được. Dù vất vả cực nhọc nhưng đồng tiền đổi lại bằng mồ hôi công sức của bản thân, điều đi mới xứng đáng. Chớ nên trông chờ vào tiền từ trên trời rơi xuống, cơ may có được tài lộc bất ngờ của con giáp này trong tháng không quá cao. Có tiền bạc trong tay, cần phải có kế hoạch để giữ tiền bạc sinh sôi nảy nở, ở bên mình lâu hơn nữa, chứ đừng quá vội vui mừng mà không biết tiết kiệm cho lúc nông nhàn. Các mối quan hệ xã giao cần phải duy trì hài hòa tốt đẹp, đó chính là đòn bẩy để bạn thăng tiến, cũng như thu được nhiều tiền bạc trong tương lai. 5. Tuổi Dần. Khám phá tử vi phương Đông, người tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh thuận lợi hoàn thành những mong muốn của bản thân. Ngoài ra, nếu có ý định tiến hành những công việc quan trọng như khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh,
thì nên nắm bắt thời cơ, bởi tháng này rất thích hợp cho con giáp này làm những chuyện như trên. Xem bói tháng 11, tài vận tăng tiến nhưng vẫn cần có chút động lực thúc đẩy. Bản mệnh trở nên hài lòng với những gì mình đang có mà phải luôn luôn cố gắng không ngừng. Thậm chí cần phải can đảm và liều lĩnh hơn một chút để không bị quẩn chân mãi trong lối mòn. Nhân khi vận khí tốt, hãy thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, khám phá thêm về giới hạn của bản thân, tạo cho mình nhiều cơ hội phát triển khác trong tương lai. Mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình, tham khảo thêm những ý kiến của người đi trước, thu nhập thêm kinh nghiệm trong quá trình đó. Dù có thể tiến hành phát triển khá chậm, thì vừa đi vừa mày mò cũng sẽ có thể có những kết quả hay trải nghiệm mới mẻ, tạo dựng nền tảng vững phép chắc để bạn có thể tự tin tiếp bước trong tương lai, có bản lĩnh để chống chọi với những sóng gió trên suốt chặng đường đời. 6. Tuổi Ngọ. Có thể nói trong tháng này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn cho cả sự nghiệp và tài lộc. Công danh vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tiền đồ rộng mở nên tài lộc của con giáp này cũng không kém cỏi được. Dù là người làm công ăn lương hay dân kinh doanh buôn bán cũng thu về tiền bạc đầy tay, thoải mái chi tiêu, chẳng phải lo thiếu thốn. Quý nhân mách lối cho bản mệnh làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra được những nguồn hàng dồi dào, cũng phòng ngừa mở rộng quy mô kinh doanh, khách hàng tin tưởng. Người này giới thiệu cho người kia, luôn luôn kéo đến tăng thêm lợi nhuận cho bản mệnh. Xem bói tháng 11, đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh được bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Có điều, nên chú ý lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy. Cẩn trọng và kỹ lưỡng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định hợp tác sẽ giúp cho bạn giảm thiểu bớt những nguy cơ lừa gạt. Bạn có thể xem thêm người tuổi Ngọ nên hợp tác với những tuổi nào trong chuyện làm ăn để có được đối tác ưng ý cho mình, tránh những tranh chấp về kinh tế sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.